Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới trong bối cảnh nhiều bệnh dịch nguy hiểm mới nổi tiếp tục ghi nhận tại nhiều quốc gia như bệnh bại liệt, trùng hoang dại, cúm gia cầm, viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân, đậu mùa khỉ. Bên cạnh dịch COVID-19 trên thế giới đã có xu hướng giảm cả về số mắc và số tử vong, tuy nhiên dịch vẫn tăng ở một số khu vực trên thế giới cục y tế dự phòng đề nghị các trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thành phố thực hiện nghiêm đầy đủ các hoạt động kiểm dịch y tế đối với người phương tiện và hàng hóa việc kiểm tra xử lý y tế khử khuẩn phương tiện hàng hóa phải theo đúng quy trình kiểm dịch y tế thu giá kiểm dịch y tế theo mức thu được quy định cập nhật kế hoạch dự phòng đáp ứng với bệnh truyền nhiễm tại từng cửa khẩu để xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra không để bị động lung túng Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố yêu cầu quản lý chặt chẽ công tác đào tạo và cấp đổi giấy phép lái xe. Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải kịp thời phát hiện, kiểm tra, xác minh các tổ chức cá nhân nhận bao đậu hoặc cung cấp trang thiết bị công nghệ cao để thực hiện các hành vi gian lận trong các kỳ sát hạch có biện pháp kiểm tra không để người giữ sát hạch mang điện thoại di động, thiết bị thu phát tín hiệu và các ứng dụng công nghệ vào phòng, sát hạch lý thuyết và trên xe sát hạch lái xe trong sân sát hạch để gian lận trong quá trình sát hạch. Trường hợp phát hiện vi phạm thì lập biên bản hủy bỏ kết quả sát hạch, ra quyết định không cho phép giữ sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 5 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật thời gian qua thị trường xe máy lên cơn sốt khi giá xe tăng chóng mặt mặc dù giá tăng mạnh nhưng nhiều đại lý cũng không có hàng để bán trong khi đó người tiêu dùng muốn mua xe phải đặt hàng sớm và chịu mức giá bán tranh lệch lớn đặc biệt với các dòng xe tay ga của honda như vision iblade hay sh luôn trong tình trạng tranh vài chục triệu đồng so với giá đề xuất của hãng Đại diện Cục Công nghiệp Bộ Công Thương cho biết, nguyên nhân là do thiếu nguồn cung chip và chi phí đầu tư sản xuất tăng. Hiện nay, thì Việt Nam chưa sản xuất được chip xử lý mà chủ yếu nhập từ các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, trong đó phần lớn nhập khẩu từ Trung Quốc. Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid nên nhiều nhà máy phải sản xuất cầm chừng, thậm chí là đóng cửa. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung chip của cả ngành công nghiệp ô tô, điện tử, xe máy toàn cầu thời gian qua công an nhiều địa phương nhất là các tỉnh thành miền trung tây nguyên liên tiếp nhận được đơn cầu cứu của các gia đình có con em bị lừa sang campuchia làm việc điểm chung của các nạn nhân là tin và thông tin tuyển dụng việc nhẹ lương cao sau khi bị đưa sang campuchia nạn nhân bị ép buộc làm việc phi pháp những người không đồng ý làm việc sẽ bị đe dọa đánh đập khi nạn nhân muốn về lại việt nam các đối tượng yêu cầu phải nộp hàng trăm triệu đồng tiền chuộc Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang nỗ lực xác minh giải quyết các trường hợp bị lừa đảo sang Campuchia. Tuy nhiên, việc này hiện gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng có liên quan đều ở Campuchia. Cơ quan công an khuyến cáo người lao động cần nâng cao cảnh giác các thông tin tuyển dụng qua mạng xã hội. Khi có nhu cầu tìm việc làm cần liên hệ với các đơn vị được cấp phép hoặc trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Đối với những trường hợp nghi vấn bị lừa đảo thì cần trình báo với cơ quan công an để được hỗ trợ.